Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong thủy Tử Vi. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một video về nhân tướng học, xem bói nốt ruồi, 20 vị trí nốt ruồi may mắn của phụ nữ. Đối với phụ nữ, may mắn là điều còn tốt đẹp hơn cả sự giàu sang hay xinh đẹp. Bởi nếu may mắn, họ sẽ cuộc sống viên mãn, đặc biệt là hôn nhân hạnh phúc bên chồng con. Bạn đã biết những nốt ruồi may mắn ở nữ giới chưa? Cùng xem bạn có một trong 20 nốt ruồi may mắn này không nhé. Một, nốt ruồi ở trên đỉnh đầu. Đây là một trong những nốt ruồi may mắn đáng kể trên cơ thể phụ nữ. Nó nói lên rằng từ khi lọt lòng, người phụ nữ này đã có vận khí tốt đẹp, nhiều quý nhân phù trợ để vượt qua những gian nan thử thách. Họ không phải lo toan cuộc sống vật chất. Ngay từ khi sinh ra, họ đã có điều kiện sống lý tưởng, nhiều người mơ ước. Hai, nốt ruồi ở lông mày. Lông mày là vị trí nốt ruồi may mắn dễ nhận thấy nhất ở người phụ nữ. Nó cho thấy chủ nhân là người may mắn, vượng phu ích tử. 3. Nốt ruồi giữa trán. Có nốt ruồi giữa trán thì đa phần là người đại phú, đại quý, tài vận tốt. Nhiều người lo sợ mà đi tẩy, xóa nốt ruồi này đi. Nhưng ít ai biết rằng đây là vị trí nốt ruồi may mắn bậc nhất của phụ nữ đấy. 4. Nốt ruồi ở thái dương. Nốt ruồi này thể hiện chủ nhân là người có nhiều quý nhân phù trợ. Đi làm ăn xa hay đi nước ngoài được càng nhiều may mắn và tài lợi. 5. Nốt ruồi ở tai hoặc thủy tai. Đây là một trong nốt ruồi may mắn của phụ nữ mà nhiều người biết đến. Nó cho thấy bạn là người may mắn, trường thọ, tài vận tốt. Ngoài ra còn là người thông minh, hiếu thảo, tiềm lực tài chính mạnh. 6. Nốt ruồi ở gò má. Thể hiện là người có địa vị, có quyền lực, đặc biệt là gặp may mắn trong làm ăn kinh doanh, là người lãnh đạo tài ba và thành công. 7. Nốt ruồi trên môi. Phụ nữ có nốt ruồi này thì cuộc sống không phải lo nghèo túng, không lo ăn mặc mà gặp nhiều may mắn. 8. Nốt ruồi ở môi dưới. Đây cũng thể coi là vị trí nốt ruồi may mắn của phụ nữ. Nó thể hiện là người tỉ mỉ, cẩn thận, được sự tín nhiệm của người khác, từ đó mà có thêm nhiều cơ hội tiến thân và thành công. 9. Nốt ruồi gần cằm. Nếu phụ nữ có nốt ruồi ở gần cằm thì chứng tỏ họ là người giàu có về tiền trạch, nhiều ruộng đất, nhà cửa, bất động sản. Hơn nữa, sẽ có thêm nhiều trợ thủ đắc lực trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống. 10. Nốt ruồi ở sau gáy. Nhắc đến những nốt ruồi may mắn của phụ nữ không thể không nhắc đến nốt ruồi ở sau gáy. Nó cho thấy họ là người có quyền lực, có chỗ dựa vững chắc. 11. Nốt ruồi trước vai. Vai là khu vực rộng và nốt ruồi mọc ở đây thì sự may mắn cũng sẽ khác nhau. Nhưng nhìn chung là may mắn, có nhiều bất động sản, giàu có và may mắn. 12. Nốt ruồi sau lưng. Phụ nữ có nốt ruồi sau lưng thì đa phần là người có tiền, có nhà, có quyền, do đó cũng được xem là một trong những nốt ruồi may mắn ở phụ nữ. 13. Nốt ruồi ngực. Phụ nữ có nốt ruồi ngực là người giàu có tiền bạc, không phải lo lắng về vật chất. Ngoài ra họ còn là người đào hoa, nhiều cảm xúc phong phú, nhiều người yêu thích và theo đuổi. 14. Nốt ruồi ở dưới ngực. Đây là vị trí nốt ruồi may mắn bậc nhất của phụ nữ. Nếu ở bên trái thì có tiền tài, nếu bên phải thì có đất đai và nhà cửa. Nó còn được gọi là nốt ruồi kho đựng của, nghĩa là giàu có và may mắn, nhìn chung là rất tốt. 15. Nốt ruồi cánh tay. Phụ nữ có nốt ruồi cánh tay chứng tỏ tài vận tốt và có năng lực kiếm ra được nhiều tiền của cải. 16. Nốt ruồi lòng bàn tay. Thể hiện là người có năng lực quản lý tốt, có tiếng giàu sang phú quý và may mắn trong cuộc sống. 17. Nốt ruồi ở nách. Ít ai biết rằng nách là vị trí nốt ruồi may mắn hiếm có của phụ nữ, là kho chứa tiền như ví tiền của con người vậy. Ngoài ra, phụ nữ có nốt ruồi ở nách đa phần là người có số đào hoa. 18. Nốt ruồi ở rốn. Có nốt ruồi ở rốn rất dễ được cả vài các nhà đại gia giàu có và có tướng vượng phu ích tử. 19. Nốt ruồi ở mông. Có vẻ là khó tin, nhưng nốt ruồi mông là một trong nốt ruồi may mắn của phụ nữ. Nó cho thấy bạn là người có năng lực, khả năng độc lập cao và rất có phúc khí. 20. Nốt ruồi bàn chân. Đây là vị trí nốt ruồi may mắn đáng nói của phụ nữ. Nó cho thấy bạn là người có sự nghiệp vững chắc, địa vị cao trong xã hội. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.